Chào mừng tất cả quý vị đang dõi theo video. Ở video này, KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để đặt lệnh future trên sàn Binance. Trước hết, quý vị hãy đăng nhập vào tài khoản sàn Binance của quý vị. Còn quý vị ai chưa có tài khoản sàn Binance, quý vị hãy đăng ký theo đường link mà KTV để bên dưới video này. Ok, thì đây là cái sàn Binance mà KTV đã đăng nhập rồi này. Quý vị hãy chọn vào cái ví này. Và quý vị lưu ý này, quý vị nên để một ít BLMB để làm phí giao dịch. Và quý vị phải có USDT. Rồi bây giờ KTV sẽ vào ví và vào chọn chuyển đây này. Hiện tại thì KTV đang để ở cái bên sàn giao ngay này. Đây. KTV đã để sẵn 41 USDT này. Rồi bây giờ KTV sẽ chọn chuyển. Tức là quý vị sẽ chuyển từ cái tài khoản giao ngay sang cái tài khoản future. Rồi quý vị bấm vào chuyển này. Quý vị chọn cái này. Quý vị chuyển sang cái hợp đồng USDM này. Đó, quý vị chọn tối đa đi. Rồi quý vị bấm vào trạng thái. Ok, và quý vị lưu ý này. Video này KTV chỉ chia sẻ để quý vị tham khảo thôi. Bởi vì đánh future, cái độ rủi ro rất chi là lớn. Vì vậy, quý vị phải tìm hiểu và cân nhắc thật kỹ trước khi tham gia đánh chơi future rồi, này. Bây giờ quý vị bấm vào cái future ở phía bên dưới đây này. Quý vị hãy chọn cái danh sách đây. Từ cái này. Thì đây là cái danh sách các cặp. Quý vị có thể bấm vào tìm kiếm để đánh cái mã token. Ví dụ ở đây KTV sẽ tìm cái cặp TRX chẳng hạn. Rồi KTV chọn luôn cái TRX USDT này. Rồi thì quý vị để ý này, nếu như quý vị dự đoán được xu hướng nó lên thì quý vị hãy chọn là mua long. Còn quý vị dự đoán là cái xu hướng nó sẽ đi xuống thì quý vị chọn là bán short. Ở cái ô này, quý vị để nguyên là close đi. Tiếp theo cái phần 20x đây này. Quý vị hãy bấm vào cái đây, quý vị muốn chọn nó x bao nhiêu thì quý vị kéo cái thanh này. Ok chưa? Quý vị có thể kéo lên, kéo xuống. Ví dụ ở đây KTV chỉ để mặc định nó là 20 thôi. Và quý vị lưu ý này, cái này độ rủi ro nó sẽ lớn nếu như quý vị càng để cao. Và tất nhiên khi quý vị bắt đúng lệnh thì quý vị cũng sẽ được cái lợi nhuận nó sẽ càng cao. Rồi. Và ở cái ô này là ô limit này, quý vị nên để là limit. Cái ô phía dưới quý vị hãy đặt cái lệnh mà quý vị muốn mua long. Rồi cái ô số lượng thì quý vị có thể nhập số lượng hoặc quý vị bấm vào cái thanh trượt bên dưới để quý vị chọn. Ví dụ KTV bấm lên đây. Rồi bây giờ quý vị tích vào cái TP gạch SN đây này. TP SN rồi. Quý vị thấy cái ô là Take Profit đây này. Tức là khi quý vị dự đoán nó lên thì quý vị có thể đặt lệnh để chốt lời ở đây. Còn cái này quý vị có thể không đặt cũng được, nhưng quý vị phải canh để chốt lời. Quý vị nên chốt lời sớm. Ví dụ ở đây KTV sẽ đặt lệnh chốt lời thì nó sẽ cao hơn cái giá mà quý vị đặt mua đây một chút này. 0.065 đi. Đó, tức là nếu giá nó lên đến 0.065 thì tự động
hợp đồng nó sẽ chốt nợ cho quý vị. Rồi tiếp theo sang cái ô stop stop loss này là để cắt lỗ khi trường hợp thị trường nó đi xuống, thì tự động hợp đồng nó sẽ cắt lỗ. Thì quý vị nên đặt thấp hơn cái lệnh mà quý vị mua một chút. Ví dụ ở đây KTV đặt là 0.062 đi. Ok chưa? Rồi. Ở đây KTV sẽ chỉnh lại cái lệnh để vào này, mua long này. 0.0630 không đi. Rồi, xong quý vị bấm vào mua long này. Mua long. Ok, và quý vị chờ nó khớp lệnh. Và nếu trường hợp mà nó lên cao quá rồi, quý vị có thể bấm vào hủy để hủy lệnh. Hoặc quý vị có thể bấm vào đây để xem lại cái lệnh mà quý vị đã đặt. Và ngược lại, ở cái phần bán short cũng vậy. Quý vị dự đoán thị trường nó đi xuống thì quý vị chọn lệnh bán. Và tất cả những cái này nó sẽ ngược lại với lại cái mua long. Rồi, KTV xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi.